Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today. Đầu tuần này xin chúc anh em có một cái nguồn năng lượng tích cực để anh em có thể học tập và làm việc hiệu quả cả tuần anh em nhé. Chỉ trong một ngày thôi, từ ngày hôm qua ngày hôm nay, sau khi mà tôi ra cái clip siêu phẩm về cái con sói đấy, nó được lên sóng thì là tự nhiên là hôm nay rất là vui khi mà chào mừng tới tận 5 anh em mới đăng ký hội viên ở kênh đấy để ủng hộ tôi. Thì tôi cũng xin được cảm ơn anh em Bùi Nhã, anh em Vũ Trung Kiên, anh em Nguyễn Hưng, anh em Lương Lan Hoàng Long và anh em Phạm Quang Huy đã đăng ký hội viên mới ở kênh. Ngoài ra thì cũng xin được cảm ơn anh em Nguyễn Trọng Tuấn, anh em vẫn tiếp tục gia hạn thêm gói đăng ký hội viên của kênh, rất là cảm ơn anh em. Ngoài ra tôi cũng xin cảm ơn anh em Mai Thạnh Triều đã donate cho tôi. Anh em Mai Thạnh Triều chắc là một cái anh em mới biết đến kênh tôi vào ngày hôm qua. Cảm ơn anh em vì đã yêu quý và trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho anh em. Cảm ơn anh em vì đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Qua đây tôi cũng thấy là đúng là phải rút ra được một cái điều, đấy là mình hết lòng với anh em thì anh em cũng hết lòng với mình thôi. Đấy, anh em biết rồi đấy. Trước đây ấy, là những cái bộ dạng như thế ấy, là tôi không bao giờ tôi tiết lộ đâu. Tôi không bao giờ tôi ra clip là tôi chơi cho anh em xem cả, chứ đừng có nói là đến là hướng dẫn. Đấy thì tôi là tôi ngày trước tôi chỉ làm hướng dẫn cơ bản thôi, hướng dẫn cơ bản, chơi cơ bản thôi. Nhưng mà dạo gần đây tôi nói thật với anh em là tôi tung ra rất nhiều những cái món gọi là bí kí của tôi mà tôi dành riêng để tôi leo rank. Đấy, và cũng chỉ có một vài anh em biết. Đấy, còn với các anh em, đối với các anh em ở trên kênh là fan ấy thì tôi cũng vẫn tiết lộ, nhưng mà tiết lộ rất ít. Ngày trước anh em cũng biết rồi đấy. Nếu mà anh em là fan của tôi lâu năm, anh em cũng biết là để được xem những cái bộ nó dạng như thế là anh em phải ngồi với tôi vào ban đêm. Đấy, ngồi vào với tôi vào những cái buổi livestream vào ban đêm, khi mà cái những cái buổi livestream nó kéo dài và nó rất là mệt mỏi. Nó kéo quá dài và không được top 1 thì thường là lúc đấy là tôi sẽ coi như là phải tung ra bí kí tôi đi ngủ sớm. Đấy thì có rất nhiều anh em là thức đến cái lúc mà tôi livestream xong tôi được top 1 ấy là khoảng toàn là lúc đấy là khoảng 3 rưỡi 4 giờ sáng. Thì cái lúc đấy thì anh em mới được xem tôi chơi những cái bộ bí kíp của tôi thôi. Đấy, để tôi đi ngủ sớm. Nhưng mà có một cái điều là ngày trước ấy là những cái bộ bí kíp đấy hoàn toàn là chỉ xem được ở cái buổi livestream trực tiếp. Và cái buổi hôm sau ấy là cái clip đấy là hoàn toàn là không được cắt ra và up lên trên kênh. Đấy, anh em phải hiểu là ngày trước ấy là tôi giấu bí kíp đến cái mức độ như thế nào. Bí kíp thì nó không thể gọi là bí kíp khi mà chúng ta phổ cập cái bí kíp ấy được. Chính vì thế là cái đợt trước là tôi chỉ có cho các anh em hội viên xem lại cái live stream, cái buổi live stream là chỉ có anh em hội viên xem lại được thôi. Đấy, thì anh em mới biết được những cái bộ đấy. Và các anh em xem trực tiếp thì biết được. Còn các anh em mà hôm sau là các anh em sẽ bị cắt đi những cái phần đó, hoặc là các anh em sẽ không có xem được cái buổi live stream hôm đó. Đấy là cái điều chắc chắn. Đấy, nếu mà anh em không tin, anh em có thể hỏi ngay các anh em hội viên có cái huy hiệu là biết ngay. Ngày trước là chỉ có các anh em hội viên hoặc là chỉ có các anh em mà xem trực tiếp thôi thì mới coi như là biết được bí kíp thôi đấy. Thế là bây giờ tôi đã phổ cập cái bí kíp của tôi, rất nhiều cái bí kíp của tôi đã được phổ cập cho rất nhiều người. Và ngay cái buổi sáng ngày hôm nay thôi, khi mà tôi vào trong rank là tôi thấy là rất nhiều người chơi cái bộ của tôi, line up của tôi. Rất nhiều người là đầu tư vào đồ cho cái con chó sói và nuôi con chó sói lên 3 sao. Quá kinh khủng anh em ạ. Và đấy, anh em thấy không, là dần dần nó đã trở thành một cái bộ phổ biến, được rất nhiều người chơi. Rất là đơn giản thôi, bởi vì nó mạnh anh em ạ, nên sẽ có rất nhiều người chơi khi mà chúng ta bị lộ và bị kỹ ra. Và hôm nay tôi cũng được biết là ở trên cái diễn đàn khác, các cái diễn đàn về auto chat ấy, ở đây thì tôi không tiện nhắc tên, nhưng mà có lấy cái live up của tôi và up lên những cái diễn đàn đó. Tôi hy vọng là khi mà anh em lấy cái live up của tôi và chơi ấy, thì anh em chưa thoải mái nhá. Nhưng mà một khi mà anh em đã up lên cái diễn đàn khác ấy, thì anh em xin vui lòng dẫn nguồn cho tôi nhá. Vì đây nó là cái tâm huyết của tôi. Tôi nói ở đây chắc anh em cũng hiểu rồi. Ui, súng 2 sao à? Ai da, chơi cái gì đấy? Khó nghĩ nhờ. Súng 2 cho vào đó này. Thiếu một Hunter nữa là chơi được điện tử đấy. Bán nó bỏ cạp đi, mua mèo. Ôi, bây giờ là up cấp được rồi này anh em này. Đúng không? Đây là cho vào là có thêm một cặp ở đây nữa rồi. Bây giờ bán cái con Eco, bây giờ cần gì Eco nữa nhỉ? Có súng 2 cần gì Eco đúng không? Bây giờ bán Eco đi.
up cấp cho Skull Hunter vào. Rồi. Có lên gọi ghép đồ đánh chuỗi thắng luôn không nhỉ? Bây giờ chốt đồ thì hơi sớm bởi vì là cái đường này chưa biết là đi cái đường gì. Ừ, có anh em ở trong game fan này. Chào bạn gái. Tôi nói rồi, nếu mà anh em nào mà chào tôi ý, là tôi chắc chắn tôi chào lại nhá anh em nhá. Chào thẳng tên tôi thì tôi chào lại. Đấy, còn các anh em mà hỏi là Tuấn Cơm fake hay là Tuấn Cơm real hay là anh em chào idol, tôi không bao giờ tôi chào lại đâu. Có nhiều anh em như thế là anh em cũng hiểu cho tôi nhá. Bị lừa nhiều rồi. Đấy, có những cái lần mà chào idol xong ấy, tôi lại nhắc lại. Sau rồi chào idol cái tôi lại nhận vơ, tôi lại chào lại bạn cái. Thì tự nhiên người ta lại bảo là tao chào mày đéo đâu, tao chào cái thằng kia cơ mà. Dã man. Rất nhiều trường hợp như thế rồi nha anh em nhá. Thế nên là anh em hiểu rồi. Tôi chỉ chào các anh em mà chào thẳng là tên tôi thôi. Đấy, còn các anh em hỏi là real hay fake thì tôi cũng gặp nhiều và tôi không muốn trả lời. Vì lúc đấy tôi kể cả tôi có trả lời là tôi là real đây thì chắc là cũng đéo tin, hoặc nếu mà tôi bảo là fake thì cũng chắc là cũng đéo tin. Chính vì thế là tôi chỉ có thể lặng lẽ mà chơi chứng minh bằng trận đấu thôi nhá. Chứng minh bằng kết quả trận đấu thôi. Đấy. Đấy mà chắc chắn là nếu mà chứng minh bằng trận đấu thì nó rất đơn giản rồi. Đấy. Cứ top 1 thôi thì chắc chắn là hàng real. Nếu mà chả may mà lại bị tai nạn cái lại bị top 8 thì chúng ta có thể tự nhận là hàng fake được. Được đấy nhà anh em nhỉ, hợp lý đúng không? Đấy nên chính vì thế là cái việc mà khi mà vào trong game thì sau có ông hỏi là Tuấn Cơm real hay Tuấn Cơm fake thì chắc chắn là tôi không trả lời. Đấy. Thế nha anh em nhá. Rồi. Up cấp lên 6 nào. Anh em cũng biết là hôm qua thì cái bộ bộ con sói ấy, cái trận đấu mà tôi chơi cái con cò là con sói trong cái bộ siêu đẻ ấy, cái line up nó rất là hay. Và cái video đó nó cũng cái độ phổ biến của nó rất cao ở trên YouTube. Nó rất nhiều người xem. Anh em thấy cái tương tác của nó. Nếu mà tôi cho hiện hết các cái comment lên ấy thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 200 comment nhá anh em nhá. Đấy, bây giờ tôi vẫn chưa cho hiện hết lên đâu. Nhưng mà nếu mà ngày mai anh em check lại ấy, ngày mai tôi sẽ lọc bớt đi xong rồi tôi cho hiện nốt. Với nhiều các cái đánh giá của YouTube ấy, một vài comment là nó chưa cho hiện. Thì khi mà tôi hiện hết lên thì nó tầm khoảng 200 comment. Đấy, và đến bây giờ nó gần 500 like rồi. Gần 500 like, anh em biết cái độ phổ biến, cái độ tương tác của video đấy nó thế nào. Và bây giờ tôi đang có một cái nỗi lo vì một cái rank mà nó ngập tràn cái con sói này. Nó ngập tràn cái con này và nó sẽ có rất nhiều người chơi. Dần dần nó sẽ trở thành một cái bộ quốc dân. Đấy. Các anh em thân quen thì có nhắn với tôi là tôi không lên là up những cái bộ bí kỹ như thế. Bởi vì thứ nhất là nếu mà cái bộ này mà nó phổ biến ấy thì trong rank nó sẽ rất là khó chơi. Nó sẽ rất là khó chơi. Có nhiều người chơi là một này. Thứ hai là cái tốc độ trận đấu nó đẩy nhanh này. Đấy, thứ ba ấy là cái việc là tôi không nói riêng về cái bộ hôm qua mà tôi nói chung những cái bộ mà nó quá là, nó gọi dạng là quá là im ba quá ấy, thì nhiều khi là nó làm cho ở trong rank chơi nó khó hơn. Tức là nhiều người biết chơi. Thực ra tôi có biết ở cái những cái người chơi ấy, đấy thì có những cái người thậm chí là còn là anti fan của tôi chứ không phải là fan đâu anh em ạ. Đấy mà cái này thì tôi nói thật với anh em là những cái này tôi chia sẻ chủ yếu là để cho các anh em yêu quý tôi thôi, chứ còn không phải là để cho các cái người mà người ta không thích tôi. Đấy. Vấn đề là bây giờ là kể cả những cái người không thích tôi cũng đang cầm những cái lineup của tôi và đi chơi ở những cái chỗ khác. Ôi rồi anh em không biết đâu, hôm trước tôi gặp một cái trường hợp. Anh em cũng biết là cái lineup mà gót đỏ kết hợp với cả con rồng mập ấy là cái lineup của tôi nghĩ ra. Thế mà cuối cùng là có một thằng nó bảo là tôi đi ăn cắp cái ý tưởng cái lineup của idol của nó. Ui vãi đái thật. Tôi sốc mẹ luôn anh em ạ. Vãi đái thật. Cái đứa con mà tôi sinh ra mà xong cuối cùng là bây giờ lại bị một cái thằng khác nó lại bảo là tôi đi ăn cắp. Vãi cứt không anh em. Đấy mà nó quả quyết là đấy là cái lineup mà idol của nó nghĩ ra xong rồi tôi đi ăn cắp. Mà nó quả quyết đến cái mức độ mà tôi cũng gần như tôi tin nó luôn. Thế là thôi tôi lại phải vào cái kênh YouTube của idol của nó để tôi xem là có phải là idol của nó chơi cái bộ gót rồng mập xong rồi tôi đi ăn cắp không. Thì kết quả là gì? Tôi đã tìm coi như là không biết bao nhiêu cái clip
để tôi kết luận ra là idol của nó chưa bao giờ chơi bộ rồng mập kết hợp với cả cót đỏ cả. Đấy, anh em thấy nó có bố láo không? Bực thật đấy. Thế là tôi rất là cáu và tôi rất là gay gắt trong cái chuyện là cầm cái lab của tôi và đi chơi chỗ khác hay là up lên những cái diễn đàn khác. Đó anh em ạ. Ngay kể cả cái bộ gót đỏ ấy, tôi nói thật với anh em, nếu mà tôi không nhắc ấy thì chắc là anh em cũng quên, là cái bộ gót đỏ cũng chính là cái bộ mà tôi khai phá ra. Cái bộ gót kết hợp với cả sáu đỏ ấy anh em ạ. Trước đấy là không ai nghĩ là gót kết hợp với sáu đỏ cả. Bởi vì cái bộ đỏ ấy, cái bộ Kepler nó không có được hưởng bất kỳ một cái hiệu ứng nào của cái bộ gót cả. Đấy mà cái đợt đấy thì gót ấy, người ta thường là người ta sẽ chơi là gót Saman là phổ biến nhất. Gót Saman hoặc là Mid Saman hoặc là 9 hẹp, 9 feather. Đấy, cái đợt đấy là cái gì? Là tôi chơi cái trận đấu đấy là lần đầu tiên là tôi đánh với cả thằng Bèo. Là thằng Bèo nó chơi cái bộ cái đợt đấy là meta là cách đây khoảng 2-3 mùa rồi. Là thằng Bèo nó chơi cái bộ 9 hẹp và cái bộ 9 hẹp nó đang là meta đó. Thì tôi mới chơi cái bộ gót kết hợp với 6 đỏ để counter lại thằng Bèo. Đấy là cái trận đấu đầu tiên là chơi bộ gót 6 đỏ. Mà cái đội hình mà tôi chơi gót 6 đỏ ấy, cái đội hình đầu tiên là tôi kết hợp với cả con Sound Reaper để tôi đấu với thằng Bèo. Trận đấy là hình như là còn đấu mất tiền cơ. Và cái trận đấu hôm đấy tôi ăn được thằng Bèo, nó đang chơi cái bộ meta ở trong cái giai đoạn đấy. Đấy chính là cái bộ 9 feather, là một cái line up mà phải nói là anh em kêu rất nhiều vào trong cái thời điểm đấy, khi mà có rất nhiều người spam cái bộ 9 feather để mà neo rank. Đấy, thì lúc đấy tôi mới sáng tạo ra được cái, tôi tìm ra là cái bộ đỏ bằng một cái trận đấu mà tôi chơi với thằng Bèo. Và tôi up clip đấy lên để cho anh em xem. Và xong cuối cùng là gì? Kết quả anh em cũng biết hết rồi đấy. Bây giờ cái bộ đỏ nó đã phổ biến và chúng ta đã khai phá ra là một cái bộ cực mạnh đến tận bây giờ. Sau rất nhiều những cái meta nó qua đi và chúng ta luôn là có thể chơi được cái bộ gót đỏ. Và nó đã trở thành một cái bộ line up quốc dân, sự lựa chọn của rất nhiều người khi mà leo rank. Và đến bây giờ thì còn rất ít người nhớ đến cái người mà đã khai phá ra cái bộ đấy. Anh em thấy buồn không? Quá buồn. Thế là tôi cũng xác định rồi, là khi mà tôi ra cái bộ siêu đẻ, cái bộ sói siêu đẻ kết hợp với nhau ấy, thì tôi cũng nghĩ là một thời gian nữa rồi nó cũng sẽ trở thành cái bộ quốc dân thôi, và cũng sẽ không có ai nhớ đến tôi đâu. Đấy, nhưng mà thôi không sao cả anh em ạ, vì anh em, vì cộng đồng. Thế là thôi, mình cũng chấp nhận nhá, mình cũng chấp nhận hy sinh để về một cái cộng đồng auto chat nâng cao lên anh em nhá. Chứ còn nói thật là nếu mà tôi mà muốn cho nó dễ dàng hơn ấy thì tôi chả việc gì tôi phải dạy anh em cả. Tôi nói thật, tôi chả việc gì tôi phải tự làm khó tôi cả. Đấy, tôi cứ chơi dễ thôi. Tôi cứ làm cho anh em ngộ nhận là những cái layup yếu thành mạnh thôi. Đấy, tôi chơi những cái layup đều đều thôi. Đấy, và tôi chơi về máy nhá. Tôi vào chơi về máy rồi tôi quay clip tôi up lên. Đấy, để cho anh em coi như là cũng tưởng là những cái layup đấy mạnh, rồi em chơi theo. Cho cộng đồng là chơi là kém đi để mình dễ ra clip hơn, mình dễ leo rank hơn. Đấy, việc gì tôi phải làm thế. Chứ còn cái tầm này ấy, tôi nói thật với anh em là tôi chơi lớn luôn. Đấy, tôi tung ra toàn bộ bí kíp của tôi, toàn bộ những cái tâm huyết, toàn bộ những cái lineup mạnh nhất của tôi luôn để cho anh em chơi, để có làm sao để cho cái cộng đồng auto chat Việt Nam nó nâng cao dân trí lên. Tôi nói thật với anh em, bây giờ Việt Nam ấy nó là chơi kinh khủng nhất trong cái trò chơi này đấy. Không phải là Nhật Bản, cũng không phải là Hàn Quốc, không phải là Trung Quốc, mà là Việt Nam anh em ạ. Top server toàn Việt Nam thôi, top queen toàn Việt Nam thôi. Mà vào những cái trận đấu mà full Việt Nam thì tôi nói thật với anh em là những cái trận đấu mà tôi sợ nhất. Thật đấy, sợ nhất luôn đấy, là phải chơi cẩn thận nhất luôn. Vào gặp là phải chơi nghiêm túc. Các ông Việt Nam mà càng đông thì càng phải chơi nghiêm túc. Đấy, còn nếu mà gặp mấy cái thằng ở châu Âu từ thì tôi nói thật, vừa cho con ăn, vừa bón cơm cho con, vừa chơi điện tử vẫn bình thường anh em ạ. Nhưng riêng Việt Nam nhá thì phải ngồi ngay ngắn, tử tế, chơi nghiêm túc. Thế nên là cái mục tiêu của kênh này bây giờ ấy, là tôi có một cái ước muốn. Đấy là anh em hãy xem kênh của tôi và nâng cao dân trí của anh em lên nhá. Nâng cao cái trình độ chơi của anh em trong cái bộ môn auto chess này lên. Đấy, để mà khi mà cái bọn chơi cùng ấy nó vào trong game ấy, đấy, cái bọn nước ngoài nó nhìn thấy cái cờ của Việt Nam mình là nó sợ, phải không anh em? Nhìn thấy cờ Việt Nam một cái là ngán luôn nhá anh em nhá. Đấy, anh em nào đồng ý với tôi, đồng ý với cái ý kiến vừa rồi của tôi, cái đề xuất vừa rồi của tôi, thì anh em cho một like luôn nhá. Lặng lẽ cho một like đi. Và trong một cái tương lai không xa, Việt Nam mình sẽ chỉ toàn như là pro player luôn vào chơi. Khó chưa? Khó, khó cái đái luôn.
Bây giờ nếu mà tôi nói thật, nếu mà đánh giá về cái trình độ ấy của cái anh em, các anh em mà tầm khoảng rank rook 7 ấy, trở về đến cái mức rank queen nó cũng chả có cách biệt nhau là mấy đâu anh em ạ. Nó không cách biệt nhau là mấy như ngày trước đâu. Chả qua là ngày trước ấy, các anh em là nói thật là các anh em cũng chưa biết đến kênh của tôi, ít biết đến kênh của tôi. Tôi nói thật, còn một khi mà anh em đã nắm được rõ chân lý rồi thì khó lắm anh em ơi. Chơi mấy cái ông rook nhá, kể cả là rook 7 mà biết được cái cách xây dựng đội hình thì cũng chơi không khác gì mấy ông queen. Đấy, thế nên là bây giờ trong rank rất khó. Để mà muốn làm được clip thì tôi phải nói thật với anh em là chật vật lắm anh em ạ. Chật vật lắm, không đơn giản đâu. Còn muốn đơn giản ấy thì chỉ có bật máy lên chơi với bot thôi. Thật á? Anh em tin không? Anh em không tin anh em phải tin. Tôi chia sẻ thật là tôi đánh với các anh em đồng rank với tôi ấy, là rank queen nhá, là tôi không bắt nạt ai hết. Thậm chí bị người ta gõ to đầu cơ. Đấy, nên là anh em cũng thế thôi. Anh em chơi đồng rank với anh em, tức là người ta chơi là người ta trình độ người ta bằng anh em, thì làm sao mà anh em có thể bắt lạt được người ta, đúng không? Chắc chắn rồi. Chúng ta chỉ có thể bắt lạt được cái người chơi kém hơn chúng ta thôi. Đấy, cái đấy nó dễ. Còn nếu mà chơi theo kiểu là cùng trình độ thì nó lại hơn nhau ở cái gì? May mắn. Đấy, tôi cũng phải thú thật với anh em là tôi chiến thắng được là cũng nhờ may mắn là nhiều nha anh em nhá. Chủ yếu là may mắn mà. Trình độ thì cũng vừa đủ chơi. Thôi trận này nói chung là anh em biết tôi chơi gì rồi đấy. Anh em nhìn thấy cái hàng chờ này anh em biết rồi. Anh em cứ tưởng là tôi chơi Hunter hay là tôi chơi đỏ, nhưng không anh em nhá. Trận này là tôi chơi 9 Warrior. Đấy, bây giờ thì anh em nhìn anh em đã thấy rồi. Tôi cũng không cần phải là giấu giếm gì anh em nữa. Đấy, 9 Warrior trong một cái trận đấu mà chúng ta vừa mới chơi con sói hong. Nhưng mà tôi trận này tôi không định chơi con sói đâu. Đấy, nhưng mà có rất nhiều anh em là cũng đã thử chơi con sói trong bộ Warrior cũng khá là mạnh đấy. Anh em thử nhá. Đấy, tuy nhiên là nó cũng sẽ có những cái điểm yếu so với cái bộ của tôi hôm qua. Đấy, và cái điểm yếu là gì thì tôi chưa tiết lộ được. Cứ để anh em khám phá, anh em tự khám phá đi. Ok. Rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Được chưa nhở? Được chưa nhở? Được chưa nhở? Chuyển bài nhá. Thế này tôi nghĩ là ổn rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thôi, giải tán. Warrior vào anh em ơi. Giải tán Hunter thôi. Giải tán Hunter. Rồi. Beat này. Ok. Con súng này bán này. Đấy, ở đây có con Sailing, cho Sailing vào luôn. Đấy, rồi. Rồi đồ cho Doom. Mà thôi, không chơi con Sailing ở đâu anh em ạ. Thay ra con Sailing này bán để có tiền này. Tao sau thắng được thêm một tiền, lấy cái lợi tức anh em ạ. Trận này thực ra cũng không cần chơi Sailing, bởi vì là cũng đồ nó cũng Sailing này cũng không, cái mấy cái đồ này chơi nó không mạnh lắm đâu. Ơ nhưng mà gặp cái bộ mết này có mất chuỗi không nhở? Trông có vẻ vừa mới form được đội hình mất chuỗi luôn ấy hả? Ôi giời ơi, trông dễ mất chuỗi thế nhở? Thôi xong rồi anh em ơi, con Doom mà chết là thua. Đúng rồi, ôi giời, đen thế nhở, cáu thế. Ôi giời, tôi vừa mới form được cái bộ Warrior thì mất chuối ạ. À, cay thế nhở. À, đùa, thật là như thế luôn. Chả nhẽ quả đấy lại dí lên không, dí lên 9 thì vẫn thua. Quả đấy là chỉ có tính toán làm sao để gặp cái bộ mết thì là kẹp vào cá vào thì cũng ngon. Đấy, quên mất. Quên mất là không tính tính rao. Quên mất không tính rao mà cũng đều tính được anh em ạ. Không tính được, có một thằng quýt. Ôi giời ơi, có một thằng quýt thế là không, bây giờ không tính được cái rao này. Ui giời ơi. Có một thằng quýt sớm anh em ơi. Trận này có cả Goblin à? Warrior thì có sợ Goblin không nhỉ? Thực ra Warrior trận này thì nó cũng khá là khỏe đấy. Có cái con Lancer, thế là kẹp được bộ Glacier vào anh em ạ. Là cái bộ này nó sẽ có beat, có Glacier, có đỏ, có tốc đánh, rồi có đam, khá là khỏe. Trận này theo anh em tôi có lên chơi cái con sói này không? Đồ thì vẫn có thể đang lấy là chơi được con sói đấy. 9 Warrior này. Đủ 9 Warrior rồi.
up cấp đúng level rồi anh em. Level 21 là form đội hình 9 Warrior là chuẩn bài rồi, chuẩn sách giáo khoa rồi. Rồi chuyện này chơi đơn giản, chơi 9 Warrior thôi. Thực ra là cái bộ 9 Warrior này kết hợp với con sói mà con sói làm co lấy những cái món đồ tanh và lấy cái hổ phách như hôm qua của tôi ấy, thì cũng được nha anh em nhá. Anh em chơi thử đi. Cũng khá là mạnh đấy. Đấy, nhưng mà cái bộ này nó có điểm yếu. Nó sẽ yếu hơn cái bộ hôm qua của tôi. Nó có một cái điểm yếu. Thực ra nó cũng có điểm mạnh hơn và nó cũng có điểm yếu hơn. Nhưng mà như tôi đã nói vừa nãy là anh em tự khám phá nhá. Sau sẽ có những cái clip khác tôi sẽ bổ sung vào cho anh em cái kiến thức về cái con này. Nói chung là bộ này tôi chơi nó cũng tí tã rồi anh em ạ. Đến cái lúc mà tôi ra clip cho anh em ấy là cái lúc mà tôi đã biết cách counter bộ này rồi tôi mới ra. Tôi thật, chứ tôi không ra lúc mà tôi vừa mới khám phá ra đâu. Cái bộ này là tôi khám phá ra ấy. Cái con sói này tôi khám phá cách đây một tháng rồi. Nhưng mà bây giờ tôi mới ra clip cho anh em xem thôi. Đấy. Còn cách đây một tháng là cái bộ đấy là tôi đã chơi rồi. Chơi rất nhiều những cái line up liên quan đến con sói. Kể cả là feather tôi cũng kết hợp với sói này. Rồi tôi kết hợp sói với cả đỏ này. Tôi kết hợp sói với cả bộ beat này. Tôi kết hợp sói với cả bộ warrior là tôi đã chơi hết rồi. Và tôi biết điểm mạnh điểm yếu của từng bộ rồi. Đấy. Và tôi cũng biết được là cái con sói này trong tất cả cái bộ đấy thì bị counter bởi cái gì là tôi cũng đã biết rồi. Tuy nhiên là bây giờ tôi không thể ra sớm cái clip mà counter được để cho anh em tự khám phá đã. Bởi vì trong rank bây giờ có rất nhiều người chơi như thế. Xong bây giờ tôi lại ra một cái clip counter thì nó rất là nó rất là không hay, tôi nói thật. Rất là không hay. Và khi mà tôi ra clip counter có nghĩa là nó đã sẽ có cái bộ khác đó là meta mà tôi đã khám phá ra. Đấy, anh em hiểu đấy. Nó sẽ lúc nào nó cũng phải là như thế nhá anh em nhá. Còn nếu anh em muốn đi trước người ta thì anh em phải tự khám phá thôi. À, thế bây giờ tôi đã form được cái đội hình 9 Warrior ở round thứ 22. Rồi, rất mạnh ở đây. Mặc dù là core chưa lên được 2 sao đâu. Nhưng mà nó cũng sẽ mạnh. Ok, gặp cái bộ Glacier này. Úi giời, đánh tự phản tự chết. Úi giời ơi, Glacier. 6 Glacier gặp bộ này thì như là đấm với cả bố luôn. Con đấm với cả bố. À đây rồi, Doom 2 này. Hay quá nhở, thôi đập trứng luôn nhở. Đập trứng luôn không? Tôi nghĩ là đập trứng luôn, chứ còn bây giờ còn ngại cái gì đâu, phí tiếc cái gì quả trứng này. Hay là định để cái quả trứng này cho con Lancer, được không? Đập trứng cắt chuối, được không? Đập trứng đi, cắt chuối, ngại gì? Ok. Trận này vớ vẩn lại thôi anh em ạ, chơi cơ bản thôi nhá. Sói siếc gì, sói anh em tự khám phá anh em nhá. Tôi chơi rồi, tôi biết là nó không mạnh lắm đâu. Nó mạnh vừa vừa. Nên là anh em khám phá đi nhá. Tôi chơi thì tôi cứ ra đồ Doom, ra đồ Lancer thôi. Quánh rất cơ bản, 9 Warrior không cần phải lằng nhằng. Ok. Rồi. Đấy, với cả quan trọng là cái trận này nó cũng không có cái viên hổ phách để tôi ghép cái đồ cho con sói anh em ạ. À thôi, chơi con Doom này nó hợp lý hơn. Chơi Doom. Trận này cũng có cả cái bộ gấu. À, phải có con Doom này anh em ạ. Bắt buộc phải chơi Doom co đấy. Có con gấu mết và con gấu cụ là không chơi được sói đâu. Chơi sói khó lắm. Chơi là phải chơi Doom. Chứ còn con Doom mà nó chết thì là coi như là mình thua. Con Doom mà chết là xác định là thua nha anh em nhá. Con Doom nó phải sống. Rồi. Tạm thời như này đã. Lên 10 là kẹp cái gì? Lên 10 chắc chắn là sẽ kẹp Marine vào rồi. Lên 10 kẹp Marine vào đánh nhau với cả Mết, đúng không? Mết bây giờ là gặp chung kết là nhìn là giống rồi. Gấu xanh như thế kia, gấu chùm cuối, gấu cụ lên 2 sao thì biết là thế nào rồi, cũng sẽ chiến với nhau ở late game rồi anh em ạ. Mà hình như anh em đấy là fan Game Today thì phải, đúng không? Hình như có phải là cái anh em kia là vừa lấy chào đúng không? Có chuỗi kia chào phải không nhỉ? Rao quái. Bây giờ mà liệu rằng rao quái này nó có ra cho tôi cái dấu ấn tự nhiên không nhỉ? Nếu mà ra dấu ấn tự nhiên này, xong rồi lại rao thứ 30 lại ra cái hổ phách ấy, thì chắc là tôi lại chuyển cho sói thử cho anh em xem tí nhỉ? Chuyển qua chuyển lại thôi, có gì đâu.
chuyển đồ cho sói chơi tí, xong rồi nếu mà yếu quá thì lại chuyển cho Doom. Thử cho anh em biết, thử cho anh em biết thôi. Mà thực ra bộ này nó không mạnh đâu anh em ạ, không mạnh đâu. Tôi chỉ nói một cái này thôi là anh em hiểu ra vấn đề này. Cái bộ hôm qua của tôi ấy, nó mạnh ở cái chỗ là bởi vì là nó có rất nhiều cái con ấy, nó lên 3 sao. Ví dụ con mèo này, con cây lên 3 sao này, con mèo lên 3 sao này. Đấy, rồi cả con sâu lên 3 sao nữa. Thì cái bộ đấy nó roll nhiều mà, nó roll ở 8 nên nó dễ nó đưa lên được những cái con 3 sao. Thì những cái con 3 sao đấy nó sẽ tránh cái việc cái con chó sói nó bị đu. Nhưng mà cái bộ này thì khác anh em ạ, bộ này bắt buộc phải lên 9. Đấy mà round 26 ấy tôi còn lên 10 luôn anh em ạ. Đấy, lên 10 là kẹp Glacier hay là kẹp Marine vào. Rồi, kiếm cái con Marine vào xem nào. Không có Marine à? Đấy, cái bộ này thì lại phải up cấp, chơi kiểu up cấp. Mà lại hút máu này, ghép luôn cái găng tay Kira được này. Thôi, trận này dồn đồ cho Lancer late game anh em ạ. Đấy, thì cái line up này thì nó lại thiên về up cấp hơn. Thì không có tiền để roll lên 3 sao anh em hiểu không? Không như cái line up kia là đến tận round thứ 36 tôi mới up lên level 9 thì phải, ở round 36. Tức là lên tận round 36 mới lên 9. Đấy, mà lên tới round 40 mấy tôi mới lên 10. Thì anh em cũng biết là cái việc nó roll nó nhiều như nào để lên được 3 sao. Đấy, còn cái bộ này thì không roll được lên 3 sao mà chúng ta phải up 10 sớm. Có hai tia này. Và chính vì cái việc up 10 sớm dẫn đến cái tình trạng là cái bộ này nó sẽ chỉ có thể đầu tư cho co lên 3 sao thôi. Mà ví dụ như con sói nó lên được 3 sao ấy thì lại có một cái vấn đề xảy ra, đấy là nếu mà địch có Doom thì chắc chắn nó sẽ Doom vào con sói này. Trong khi đấy ở cái lab kia của tôi thì nó có rất nhiều con 3 sao. Như cái trận đấu hôm qua ấy của tôi là có tới 8 con 3 sao anh em ạ. Chính vì thế nên là cái việc mà Doom vào cái con chó sói này nó khó như lên trời. Khó như lên trời luôn. 8 con cơ mà, 8 con 3 sao. Dã man. Làm sao mà có thể Doom trúng được vào con chó sói đây, khi mà có cả con gấu nó là một con 4 tiền 3 sao. Con chó sói nó chỉ là 3 tiền 3 sao thôi. Đấy, mà còn cả cái con mèo của tôi cũng là 3 tiền 3 sao. Hai con mèo, nó là 3 con mèo 3 tiền 3 sao. Đấy. Rồi con sâu cũng là 3 sao. Con sâu 3 sao rồi cả con hai con cây, mặc dù nó là 2 sao nhưng mà nó là 2 tiền nhưng mà nó vẫn là 3 sao. Thì anh em thấy là nó nhiều 3 sao đến mức độ thế thì làm sao con Doom nó có thể Doom trúng được. Chưa kể là cái con Doom ấy, nhiều khi nó còn Doom vào cái con sâu. Cái con đệ của con sâu ấy. Đấy, nó ưu tiên vào những cái con đấy anh em ạ. Rồi. Ui nhưng mà không cắt được chuỗi à, mất cái chuỗi rồi kìa. Cay nhở. Tôi cứ cẩn thận quá, tôi roll nhiều anh em ạ. Trận này định cắt lốt cái chuỗi kia để bú cái chuỗi cho nó nhiều tiền nhưng mà cuối cùng lại mất. Thằng khác nó ăn mất rồi. Hơi tiếc. Rồi không sao, vẫn chơi được. Bây giờ tôi kẹp Marine rồi, round này khả năng là gặp cái bộ mết là cao này. Round này chưa gặp mà, đúng không? Vừa nãy chưa gặp, bây giờ gặp. Nhưng không sao, bây giờ tôi kẹp Marine mà tôi ngại gì bộ mết đâu anh em. Không ngại mết, chưa gặp, vẫn chưa gặp. Vẫn gặp Hunter. Ôi trời, thằng này có đủ 9 Hunter này, ăn được không? Doom được đấy, Doom chuẩn đấy. Doom vào con đấy là được rồi, hay quá. Hay quá, tí có thuyền trưởng 2 đặt thuyền vào là cũng ok luôn. Ơ, nhưng mà thua à? Ăn nổi thằng này không nhở? Ui, trông kia nó đẩy kìa. Đẩy được con God of War này không? Đẩy hộ cái, đẩy hộ cái. Ồ, God of War trâu lắm. Rồi, round này chắc là gặp thằng mết rồi đấy nhở. Tôi nghĩ là round này gặp thằng mết rồi chứ làm gì có chuyện. Mãi chưa gặp mết vậy. Tí nữa là có thể ghép cái hai tia được. Lấy cái hai tia cho con Lancer nữa là full đồ rồi. Blink nữa đúng không? Còn một cái Blink cũng có thể lấy cái Blink mà. Nếu mà lấy cái Blink thì cho Doom cũng ổn. Có nên lấy cái Blink không nhỉ? Thực ra bây giờ tôi kẹp Marine vào tôi cũng tự tin lắm anh em ạ. Cũng chưa nhất thiết là phải lấy Blink trong khi máu của tôi bây giờ. Ui anh em thấy không? Dã man nhờ, tôi hình như tôi mới chỉ thua mất một trận thôi. Tức là bây giờ tôi còn 94 máu. Mới thua một trận mất chuỗi. Và từ đấy đến bây giờ là tôi vẫn đầy đủ luôn. Tôi vẫn chưa thua một trận nào thêm. Và tôi vẫn đang có chuỗi. Ơ cái Doom con đéo ở đây.
Ôi rồi ơi, đúng con Grand Herald ạ. Đúng ngu thế. Nhưng mà có ăn được không? Kẹp Marine mà tôi nghĩ là vẫn ăn được này. Đấy, anh em thấy chưa? Mấy con này cứ counter của con Doom, cứ dồn đồ cho Doom là ok hết anh em ạ. Quá tốt. Đây rồi, hay quá. Rồi, ở đây là chúng ta có thêm con Siren này. Thay vào, thay cho con ốc. Được, bán ốc đi. À mà hôm nay tôi cũng có một vài anh em nói với tôi là cái bộ line up hôm qua của tôi là nó bị yếu, nó không mạnh. Khi mà chơi anh em bị top 7, top 8 thì ôi dồi ôi anh em ơi, nó còn tùy người anh em nhá. Thế nên là anh em, tôi nghĩ là với những cái line up mà nó hơi khó một chút hay nó hơi dị một chút thì đòi hỏi anh em phải có cái trình nó cao hơn. Đấy, còn nếu mà anh em mới tập chơi ấy, anh em mới tập chơi thì tôi nghĩ là anh em chơi cái bộ này này. Đây, nha anh em nhá. 9 Wario, dễ chơi, cực kỳ dễ chơi luôn. Đấy, cực kỳ dễ chơi và cũng cực kỳ mạnh. Mua con Velom, quên đó đấy, tí nữa thì quên con Velom. Round này rất có thể là nó sẽ ra cái găng tay Kira. Ra Kira là chơi được luôn, kẹp Velom mà luôn. Không có chiến thánh nhá. Chiến thánh anh cướp điên. Thực ra cái trận này tôi lại thiên về cái cướp điên hơn. Cái chiến thánh anh em thấy tôi cũng lấy khá là nhiều. Tôi cũng rất là, đấy là cái món đồ yêu thích, tôi rất thích. Nhưng mà trận này tôi sẽ lấy cái cướp điên, bởi vì là trận này tôi nhận thấy là cái đối thủ về late game của chúng ta toàn những cái thằng móng mỏng á. Chúng ta không sợ Hunter. Hunter tí nữa, nói chung là 9 Warrior nó có sợ Hunter đâu. 9 Hunter và 9 Warrior thì nó chỉ 1-9, 1-10, 50-50 thôi. Đấy, sợ là cái sợ gì? Sợ là sợ cái thằng gấu ấy. Bởi vì làm sao gấu đấy mà tí nữa mà nó lên những cái con kiểu nhiều gấu ấy, rồi kẹp cả Doom nhất các thứ vào, có khi Doom mình cũng bị Doom trước ấy. Đấy, mà Doom mình bị Doom trước là mình cũng toang á. Bởi vì không giết được con gấu đấy là Doom, nếu mà Doom mình bị chết là mình sẽ thua. Chắc chắn á. Bộ này nó không phải là cái bộ Warrior muôn đời là sợ mết mà. Đấy, trừ khi là có con Lancer này nó lên 2 sao. Tuy nhiên là Lancer lên 2 sao thì không kết liễu được cái con đấy nhá anh em nhá. Bởi vì nếu mà tôi dồn đồ cho con Lancer ấy thì cái con Doom này nó lại sẽ chết sớm. Đấy, nên là đồ này thì lại phải dồn đồ cho Lancer. Late game là phải dồn đồ cho Lancer 2 sao chứ không dồn đồ được cho Doom. Chính vì thế là đấy, tôi ưu tiên cho cái cướp điên. Để sau này mà cái con Lancer này nó có cướp điên này, nó crit, nó có thể giết chết được con gấu. Chứ con gấu này mà để cho con Doom đánh ấy, nhiều khi là nếu mà Doom bị chết là thua. Anh em ạ, tính trước là như thế. Bởi vì nó có hai con gấu 2 sao cơ. Hai con gấu 2 sao nhiều khi Doom vào một con được thôi, còn con còn lại nữa. Đấy, mà cái đội hình mà ví dụ như nó bị quẹt chết luôn cái con Doom ấy, tương lai là cái con Doom nó không cầm đồ mà, đúng không? Đấy, nên là cũng phải cẩn thận. Cẩn thận trước anh em ạ, lấy trước cái món đồ mà chúng ta có thể kết liễu được cái con gấu bố. Ơ, nhưng mà gấu bố lên 3 sao thì lại khác nhá. Gấu bố này lên 3 sao thì tự hủy rồi anh em ơi. Ơ, nhưng mà con Doom này ngu nhờ. Tôi cứ ngỡ là cái con gấu bố lên 3 sao là cái con Doom nó phải Doom trúng một con gấu bố chứ. Ơ kìa, tại sao Doom con già. Trời ạ. À. Đấy, anh em thấy nguy hiểm chưa? Như này rất khó để có thể kết liễu, rất khó. Doom này còn Doom ngu nữa. Đây, dồn đồ hết cho gấu bố này. Ủi, hai lần cắt chuỗi tôi, vãi đái thật. Xanh đấy. Bộ gấu xanh quá nhở. Thiên trưởng lên 2, rồi. Thay con này ra. Lancer lên 2 sao thì thay cho God of War. God of War ra. Ok. Còn bộ Aegis, bộ Hunter thôi. Aegis thì rồng 3, vãi cứt. Dragon Clay 3 sao ạ. Bây giờ tôi mới để ý thằng kia Dragon Clay 3 sao ạ. 6 Aegis kết hợp với cả rồng. Ui, gặp rồi này. Vãi cứt. Trông cũng kinh ấy. Ơ. Ô kìa. Ăn được luôn này anh em này. Ừ, ảo thế nhờ, ảo thế nhờ. Ừ. Ảo thế nhờ. Trông giống như là tôi đấm chết con rồng 3 sao này. Ui, ảo thật đấy.
À, đấy mặc dù là cũng không mất nhiều máu lắm đâu. Hai con này chắc là mất khoảng 8 máu. 6 máu á? Phải đấy. Hai con mất có 6 máu, hai con 4 tiền mất có 6 máu thôi à? Ảo thật. Rồi thì round sau là sẽ gặp Hunter, round này lại gặp Hunter. Nói chung là gặp Hunter thì không sợ. Gặp Hunter bọn nó không có trừ giáp ấy. Đến cả thằng Exit có trừ giáp mà tôi trông tôi đấm nó thấm phết đấy anh em ạ. Thế là bây giờ lo là chắc là mết thôi nhở. Ơ mà mết sao lại còn có 17 máu đấy kia. Mết nó vừa bị thằng Hunter nó đẩy nhiều máu đấy cơ. Wow. Thế tức là thằng Hunter nó đấm được cả thằng mết cơ à? Ghê vậy. 9 Hunter đấm bộ mết gấu như con đấy á. Thật không? Ảo đấy nhở. Tại sao lại có thể ăn được nhở? Ơ kìa. Ơ đừng có nói là thằng 9 Hunter lại ăn được cả tôi nữa nhá. Ui sao trông giống thế nhở? Ơ kìa, đéo đấm ở kìa, đùm. Ơ kìa, bị nó đẩy đằng sau, tôi chết rồi. Ui bắn thấm thế. Sao nó bắn đau thế nhở? Tôi 9 Warrior mà bị bọn Hunter nó bắn cho trông mềm thế nhở? Thế là sao? Ngộ không này, ngộ không này phải chơi. Ngộ không này phải lấy đấy. Rồi, có một thằng nó đi rồi. Ờ, cái thằng Exit đi rồi kìa. Ngộ không. Dồn đồ cho Berserker có khi ngon hơn. Anh em ạ. Dồn đồ đánh tay cho Berserker đi. Rồi, đồ tăng cơ thì cho Doom. Ok. Rồi. Nói chung là ở đây là còn một cái xung kích là có thể ghép xung kích cho Doom để Doom sớm này. Bán con Swordman đi mua ngộ không nhỉ. Rao này là chả nhé lại không chơi ngộ không thì nó không hơi sai. Ngộ không cũng là một con khá là mạnh. Late game. Kẹp ngộ không vào bộ 9 Warrior này được mà. Anh em ạ, thôi. Mua ngộ không đi. Cũng chưa biết là chơi với thằng nào đâu. Biết đâu cái thằng 9 mét nó lại đi. À cái thằng mét nó lại đi sớm. Đúng không? Thằng mét biết đâu nó đi sớm. Rồi. Kira cái đã. Găng tay Kira đã anh em ạ. Thằng mét vừa nãy anh em thấy nó đẩy không? Nó bị cái thằng 9 Hunter nó đẩy không? Đấy biết đâu đấy. Chưa chắc đâu. Đi có khi lại đi sớm chứ. À đây rồi, ui rồi thì tốt quá. Đây rồi, chuyển đồ cho Lancer anh em ơi, hay quá. Vừa form kịp đội hình luôn. Thế đúng là vào giây thứ nhất luôn. Hay quá anh em ơi, thế bây giờ ăn rồi. Tầm này có Lancer, dồn đồ cho Lancer thì đỡ thì nó. Ui giời, đùm trúng vào con gấu bố ạ. Ui giời ơi, thế rồi xong rồi, bạn bị đẩy nhiều luôn là đằng khác. Đồ dồn hết cho con gấu, sai lầm rồi bạn ơi. Phải chia đồ ra chứ. Bây giờ bị Doom mà chết. Thấy chưa anh em thấy chưa? Con gấu ấy nó chỉ cần bị Doom thôi ấy, là cái bộ này toang. 24 máu. Đấy, tôi còn sẵn ở đây là tôi tí nữa tôi hai con Doom vào luôn anh em ạ. Hai con Doom là ngộ không thì chơi 4 bit luôn. 4 bit 6 Warrior. Được không? Được quá luôn đấy chứ. 4 bit 6 Warrior quá được. 4 bit 6 Warrior kết hợp với cả hai Glacier là vẫn còn thừa một slot cho con còn Velom cơ. Ờ đúng không? Quá đúng. Hợp lý anh em ạ. Đấy là tôi còn vẫn còn con ngộ không ngoài này là còn rất là khỏe trong cái bộ beat đấy. Rồi. Chuyển thôi anh em. Lết game mà chơi với cả mết thì không chơi cái bộ này làm gì cả. Chơi bộ 9 Warrior là có tác dụng gì đâu. Đấy anh em thấy không? Rồi. Con gấu này mà nó bị Doom thì là cái bộ này nó toang luôn anh em ạ. Đi rồi. Đấy anh thấy không? Con gấu không lên là lên 3 sao đâu. Con gấu lên 3 sao là ăn Doom ngay. Kinh nghiệm xương máu. Đã chơi gấu là xác định là chỉ chơi 2 sao thôi. Còn nếu mà chơi 3 sao là phải có một con khác 3 sao cơ thì mới đỡ được anh em ạ. Nói chung là khó đấy. Rồi. Rồi lấy lốt cái xung kích. Đây. Cho Doom. Doom thật nhanh. Đấy, Doom lại sao lại quan trọng. Quan trọng lắm như Doom nếu mà hay nhất ý là Doom là con Silent.
chống khống chế anh em ạ. Để đấm nó là phải có khống chế, bắt buộc phải có Doom. Mà tôi còn đang nghĩ là phải cho thêm một con Doom nữa vào ấy anh em ạ. Hai con Doom ấy. Nhưng mà nếu mà bỏ con Doom thì là sẽ phải phá bộ 9 Warrior đi. Nếu mà 9 Warrior mà phá đi thì mất phản giáp. Nhưng mà tôi thấy sao cái phản nó không ăn thua nữa nhở. Thôi chết rồi, đéo ăn thua anh em ơi. Nhìn kìa. Ôi rồi ôi, con Lancer nó còn bị hóa gà nó kìa. Ui rồi, nó đéo nhắc được tay luôn. Ôi cứ đẩy 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 đấy kìa. Ui rồi ôi, không chạm vào người bọn Hunter luôn kìa. Đấy anh em thấy chưa, cũng chưa chắc ăn được đâu. Bộ không hay sao? Ờ luôn 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 luôn. Được không? Hai quả trứng ở đây rồi gì nữa. Luôn đi. Dồn đồ cho cũng không. Thôi 9 Warrior làm gì anh em. Hai Doom vào anh em ạ. Hai Doom vào, hai Doom vào, hai Doom vào. Bỏ ra. Rồi. Cái lý do tại sao, bởi vì cần phải có một con Doom nữa. Một con Doom và con Siren. Một con thì Doom và con Tsunami anh em ạ. Phải có hai con thì nó mới gọi là khống chế của bọn Hunter, nó mới bị triệt tiêu đi được. Rồi. Cái bọn Hunter này nó đuối lắm, nó yếu, nó mỏng lắm anh em ạ. Nó chỉ mạnh bởi vì nó có cái khống chế khỏe thôi. Còn một khi mà cái khống chế nó đã mất đi nhá thì ô, hai vỉa chết một con. Úi giời ơi, bảy máu chết luôn không? Chết luôn. Úi giời, anh em ơi. Thấy chưa? Kinh nghiệm anh em ạ. Kinh nghiệm hết rồi. Giữ 9 Warrior không mạnh bằng 6 Warrior luôn. Nếu mà tôi mà giữ 9 Warrior cho đến lúc nó có con Kalong 2 thì vớ vẩn bị lật kèo anh em ạ. Chứ bộ 9 Hunter này thì sức mạnh nó mạnh lắm. Tôi cũng biết cái bộ đấy bởi vì tôi chơi cái bộ đấy rất nhiều. Đấy, thường là 9 Hunter và 9 Warrior là nó 1-9, 1-10 thôi. Đấy, nhưng mà nó còn tùy vào đồ. Đồ của nó mạnh thì nó vẫn là ăn được 9 Warrior. Nên là chuyển như thế này kết thúc trận đấu sớm thôi. Chứ còn để round thứ 40-45 chắc là có khi là lật kèo ngon. Bởi vì là co chính nó sẽ là con cá lông của nó đấy. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem một siêu phẩm của tôi vào hôm chủ nhật vừa qua. Nếu anh em chưa xem, anh em xem đi nhá, hay lắm. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.